bãi rác đó, mình mới chở cây về đây. Sáng cắt cây vậy, từ đây bãi chở tới đổ bãi rác lớn của chợ Tư Bang mình. Ồ, này sắp lại dài, đi lúc 12 giờ còn 2 giờ còn 1 giờ mới xong. Chỗ đây mấy cái đốt. Mệt cái hơi nóng. Vô chiếc xe này 8 x 10 thì nó lấy mình 40. Rất là nóng. Hướng nào vậy? Cái hàng rào anh chia ra theo từng khu. Thank you.